Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi xách đơn giản như thế này ha. Đây là xung quanh mẫu túi xách của mình nè, có xen kẽ ba màu và trang trí tag nhỏ ha. Đây là phần quai. Thì để làm cái mẫu túi này, ở đây mình sử dụng là sợi dệt trơn nè. Sợi len này dày tầm khoảng 2 mm, và kim móc mình sử dụng là kim móc hai đầu, dùng đầu số 4 ha. Hoặc là các bạn không có cái mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim mà có cái đầu kim nè. Cái đầu kim của mình nó sẽ to bằng sợi len, hoặc là to hơn một chút xíu hoặc nhỏ hơn chút xíu cũng được ha, cho cái phần thân túi của mình được chắc chắn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim khâu len để khâu cái phần quai vào trong thân túi. Một cái tag nhỏ dùng để trang trí, hoặc các bạn có thể trang trí nhiều cái họa tiết khác ha. Hai cái mẫu nút hít như thế này. Ngoài ra thì các bạn còn chuẩn bị thêm cho mình một tấm canvas nhỏ, ở đây mình đã cắt sẵn nè, với cái size đáy như thế này. Và các bạn cũng có thể chuẩn bị thêm cho mình một tấm vải lót để mình khâu khi mình nẹp canvas vào trong cái phần thân đáy rồi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Ở đây mình đã cắt sẵn một tấm canvas như thế này, với size bề rộng là 8 cm và bề dài là 20 cm ha. Đầu tiên thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên có cái chiều dài bằng với chiều dài của cái tấm canvas mà mình vừa cắt ở đây nè. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 40 mũi móc xích ha. Sau khi đã gây nên được 40 mũi móc xích, lúc này chiều dài của 40 mũi móc xích này nó đã bằng với chiều dài của tấm canvas mà mình vừa cắt ở đây rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần đáy túi trước. Có được 40 mũi móc xích rồi ha, tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở đây mình dùng màu đen nên hơi khó thấy mũi móc chút xíu ha. Móc lên một mũi móc xích nè, sau đó đâm kim vào chân móc thứ 40, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc bên cạnh và cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào chân bên cạnh nè. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là ta sẽ có 40 mũi móc đơn cho 40 mũi móc xích mà mình vừa nên đầu tiên á. Sau khi đã móc được 40 mũi móc đơn vào 40 chân móc xích rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai mình sẽ có 40 chân móc, thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào 40 chân này, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng vậy ha, một mũi móc đơn, và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và kết thúc hàng thì sẽ lên một xích và làm tiếp cho mình cái hàng móc tiếp theo cũng tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là mỗi hàng móc của mình sẽ có được 40 mũi móc ha. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi ta được cái bề rộng của cái phần đáy túi nè, nó sẽ bằng với bề rộng của tấm canvas mà mình cắt ở đây. Các bạn sẽ gây nên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha, bằng với bề rộng của tấm canvas là được. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Thì ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 17 hàng móc mũi đơn nè. Nó đã có được cái độ rộng bằng với độ rộng của tấm canvas mà mình tạo ra ban đầu á, là 8 cm cho cái độ rộng này ha.
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp cái phần đáy túi vào trong tấm canh vát này. Lưu ý ở đây khi nẹp nè, mỗi thợ móc sẽ có tay móc lỏng và chật khác nhau. Ở đây tay móc của mình móc các cái mũi móc đơn nó sẽ to hơn một chút xíu so với cái số lỗ móc ở cái tấm canh vát á. Đây các cái khoảng trống mình tạo ra ở tấm canh vát này nè, thì cái mũi móc của mình nó sẽ to hơn một chút xíu so với tấm canh vát này. Thì khi các bạn nẹp vô, các bạn sẽ canh chỉnh cho mình làm sao cho nó đều, chia đều giãn cách ra ha. Tức là sẽ có cái khoảng trống ở tấm canh vát, có khoảng trống là mình sẽ móc vào và có khoảng trống là không móc vào nha. Móc lên một mũi móc xích, ta quay ngược đầu móc lại nè. Sau đó đưa chiều dài của tấm canh vát kết hợp với chiều dài của cái phần đáy túi và đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái phần đáy túi nè, đồng thời đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên của tấm canh vát. Đây, đưa vào như thế này và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc bên cạnh của cái phần đáy túi nè và một cái lỗ song song với cái chân móc đó, móc cho mình một mũi móc đơn vào đó ha. Thì các bạn cứ canh chỉnh cho mình làm sao cho cái chân móc đó nó thích hợp với cái chân móc của cái tấm canh vát là được. Mình sẽ móc các cái mũi móc đơn để nẹp lại nè. Đây, đâm kim vào chân kế tiếp của phần màu đen và chân kế tiếp của cái tấm canh vát, móc vào một mũi móc đơn ha. Sau đó nẹp tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã nẹp được một cạnh của tấm canh vát vào trong phần đáy túi rồi thì cái phần đáy túi của mình nó sẽ như thế này ha. Đây, khi ta nẹp vào thì sẽ có cái khoảng trống của tấm canh vát, có lỗ mình sẽ không móc vào và có lỗ mình sẽ móc vào nè. Các bạn cứ móc đều cho mình làm sao để mình nẹp vào vừa với tấm canh vát là được. Đây, ở đây mình sẽ có nhiều cái lỗ không móc vào nè ha. Nẹp được đến cuối hàng móc của cái tấm này rồi thì mình sẽ bo cong lại ở cái góc. Thì cái chân móc cuối cùng nè, khi đã móc một mũi móc đơn rồi, các bạn tiếp tục móc thêm cho mình hai mũi móc đơn nữa để mình có được 3 mũi móc đơn cho cái góc vuông này. Cũng đâm kim vào cùng một cái khoảng mà mình vừa móc á. Tiếp tục một mũi móc đơn nữa ha. Thì như vậy là mình sẽ có được 3 mũi móc đơn cho cái chân móc cuối cùng này để tạo cái góc vuông. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cạnh này, cũng nẹp tương tự chiều rộng của cái tấm đáy túi với tấm canh vát nè. Sau đó đến cái góc này cũng móc 3 mũi móc đơn. Và tương tự góc cuối cùng này cũng móc 3 mũi móc đơn, móc tương tự cho mình cho đến cuối ha. Cứ đâm kim vào chân móc của đáy túi và một chân móc song song của cái phần canh vát á. Đây, ở cái bề rộng này thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc như thế này ha. Sau đó đâm kim vào chân móc song song ở tấm canh vát nè, móc vào một mũi móc đơn. Tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã viền lại được toàn bộ cái phần đáy túi vào tấm canh vát rồi và các cái góc của mình cũng móc 3 mũi móc đơn vào mỗi góc nè, 3 mũi móc đơn nè. Thì đối với cái góc đầu tiên và cũng là góc cuối cùng, ở đây các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta móc cái mũi móc đơn đầu tiên, móc tiếp vào đó thêm một mũi móc đơn nữa. Như vậy là cái góc vuông cuối cùng của mình chỉ có 2 mũi móc đơn thôi ha. Để cho cái phần thân túi của mình bắt đầu móc xoắn ốc thì di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta nẹp á, móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Tức là mình sẽ không kết mũi mà các bạn móc luôn cho mình vào đó một mũi móc đơn ha. Đây, như vậy lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ không kết mũi mà ta bắt đầu móc xoắn ốc nè. Các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến các chân móc kế bên này. Mỗi chân móc mình cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, thì lúc này cái mũi móc của mình sẽ móc xoắn ốc như thế này ha. Ta cứ làm tương tự cho các cái chân móc còn lại.
Trước khi lên phần thân túi thì các bạn có thể sử dụng cho mình một cái tấm vải lót, sau đó mình khâu như mình may vải bình thường á, khâu vào trong cái đáy túi để cho phần đáy túi của mình được hoàn mỹ hơn ha. Sau đó mình tiếp tục lên cái phần thân nè. Các bạn có thể dùng một màu hoặc là thay màu cho thân túi của mình cũng được. Thì cái phần thân túi này cách thay màu cũng giống như là cái ba lô cầu vồng mà mình hướng dẫn ở clip trước á. Mình có để link ở phần mô tả ha, có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nè. Đây, móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Và cứ móc xoắn ốc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao của phần thân túi. Ở đây mình đã lên thêm được nhiều hàng móc và thay màu cho phần thân túi của mình nè. Và cách thay màu mình cũng có hướng dẫn ở clip móc mẫu ba lô cầu vòng rồi ha. Thì khi móc đến cuối hàng để kết thúc cái phần miệng túi này nè. Đây là cái chân móc cuối cùng ha. Thì các bạn bỏ qua chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp cho mình một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Như vậy là mình kết thúc được phần miệng túi ha. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì miệng túi của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Ở hai bên hông của phần thân túi các bạn sẽ gắn cho mình cái nút hít như thế này ha. Thì cái nút hít này các bạn sẽ so sánh cho mình với bề rộng của phần đáy túi nè. Sau đó mình so sánh lên, giống thẳng hàng lên và mình sẽ gắn được hai nút ở đây để mình cài vào nè. Thì tương tự cho thân túi bên này cũng vậy, các bạn cũng giống cho mình thẳng hàng lên. Sau đó cắm cho mình nút hít vào một bên nè, thẳng hàng với hai cái đường mà mình giống thẳng hàng lên á. Thì nút hít của mình nó có hai cái gờ ở phía sau ha, đâm cho mình vào các cái chân móc nè. Ở mặt trong thì đưa cho mình một cái tấm gờ. Đây, sau đó mình đặt vào nè. Và dùng dụng cụ để bấm cho mình hai bên của cái đầu gờ này vặn lại để mình cố định cái phần nút ở đây. Thì mình sẽ cài lại được cái phần hông của túi nè. Và kết thúc cái phần hông túi rồi, tiến hành móc thêm cho mình một cái sợi dây quai như thế này. Ở đây mình đã có móc sẵn một sợi dây quai còn lại nè. Thì cái sợi dây quai này các bạn sẽ móc tương tự giống như cái phần đáy túi ở đây. Đáy túi của mình móc lên 40 mũi móc. Thì cái phần này các bạn cũng móc lên cho mình 40 mũi móc. Sau đó mình sẽ móc thêm khoảng 5 hàng móc cho cái phần quai của mình nó được dày hơn nè. Nó có cái độ rộng như thế này, 5 hàng móc. Và hoàn tất được sợi dây quai này rồi, mình sẽ tiến hành khâu cái sợi dây quai này vào trong thân túi. Thì mình có khâu sẵn một cái dây quai rồi nè. Khâu canh chỉnh cho mình nằm chính giữa của thân túi ha. Đặt cho mình cái sợi dây quai như thế này. Đây, ta tiến hành đặt sợi dây quai như thế này, sau đó bẻ cong lại phía sau nè. Bẻ cong lại. Đây, thì sợi dây quai của mình nó sẽ thế này ha. Các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình vào trong thân túi nè, vào chính giữa của mặt trước á. Dùng kim khâu và xỏ sợi len vào trong kim khâu, sau đó đâm kim vào chân móc của phần thân túi và các cái chân móc ở hàng móc ở bên trên của dây quai nè. Đâm kim song song như thế này và kéo len. Tiếp tục ha, đâm kim vào chân móc kế bên của thân túi và chân kế tiếp của phần dây quai. Kéo lên. Guốc cho mình sợi len cho cái mũi móc của mình nó được khít lại hơn nè. Sau đó khâu tương tự cho các chân móc còn lại. Đối với đầu còn lại thì cũng vậy ha. Ta sẽ đặt cái sợi dây quai như thế này và khâu cái phần còn lại. Nó sẽ đối xứng với cái phần mà mình vừa khâu ở đây. Đâm kim vào chân móc của phần thân túi và chân móc của phần dây quai. Kéo lên nè. Tương tự ha. Khâu cho đến hết.
Đối với cái mũi khâu cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình 2 lần vào cái mũi khâu cuối cùng. Như vậy là mình đã khâu được cái phần dây quai vào trong miệng túi. Sợi len thừa thì đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở bên trên thế này để mình giấu sợi len thừa vào chân móc ha. Sau khi đã khâu được hoàn tất cái phần dây quai vào trong miệng túi rồi thì mặt trước của thân túi có thể trang trí cho mình một cái tag nhỏ như thế này. Bên hông thì hai cái nút này mình cài lại nè. Ngoài ra thì các bạn có thể móc hoa hoặc là các họa tiết trang trí khác để mình trang trí lên thân túi cho mẫu túi của mình thêm xinh xắn hơn ha. Nút hít ở hai bên hông nó sẽ giúp cho cái phần miệng túi của mình được nhỏ gọn hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi xách đơn giản như thế này. Chúc các bạn thành công!